Trong xã hội bây giờ, thứ chênh lệch lớn nhất giữa người với người không phải là chỉ số thông minh đâu, mà là nhan sắc. Ít ai quan tâm đến việc bạn có giỏi giang hay không, mà ấn tượng đầu tiên vẫn là bạn có đẹp hay không trước đã. Vì thế mà để được tôn trọng hơn, được yêu chiều hơn, thì chị em chúng ta cần phải đẹp trước cái đã. Vì sắc đẹp gần như ảnh hưởng quá lớn đối với một người phụ nữ. Đến một người phụ nữ đẹp, mình còn muốn ngắm mà, huống chi đàn ông họ không say, không mê muội làm sao được. Vì sắc đẹp quan trọng lắm, nên nếu lỡ như bạn nào đang bị nám da, thì hãy cố gắng chữa trị càng sớm càng tốt, đừng để đến khi quá nặng không còn chữa được nữa. Sẽ phải hối hận, sẽ phải tiếc nuối, vì để tuột mất thanh xuân của cả một đời người. Trong video này, bên mình sẽ chỉ cách sử dụng kem trị nám kem Melasma, là dòng kem trị nám đang được nhiều chị em tin dùng, vì khả năng trị nám hiệu quả cao của nó. Để bạn dùng sao cho đúng cách và đạt được kết quả tối ưu như mong muốn, hết nám nhanh, cứu vãn nhan sắc nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cách sử dụng kem trị nám Melasma. Cách sử dụng ban ngày. Đầu tiên bạn hãy rửa mặt với nước sạch rồi thoa lotion làm sạch da. Sau đó bạn thoa một lượng kem trị nám vừa đủ lên mặt. Thoa nhiều hơn ở vùng da nám và xung quanh vùng da nám, mát xa khoảng vài phút để dưỡng chất thấm vào da. Các chuyên gia khuyên rằng, một ngày dùng 1 đến 2 lần vào buổi sáng và tối tùy vào tình trạng của da. Khi sử dụng kem bạn cũng lưu ý có thể có một số tác dụng không mong muốn như có thể hơi đỏ da hoặc nổi mụn. Những triệu chứng này là bình thường khi sử dụng kem trị nám. Nếu bạn thấy khó chịu quá thì có thể ngưng sử dụng kem vài ngày, rồi sau đó sử dụng lại. Nếu hiện tượng đỏ rát da hoặc nổi mụn kéo dài sau đó, thì có thể bạn mua phải kem giả hoặc da bạn không hợp kem này. Khi có triệu chứng này, bạn có thể liên hệ để được nhân viên bên shop mình tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé. Kem trị nám Melasma hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Melasma hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.